xin cảm ơn hết tất cả mọi người đã có mặt hôm nay. Hôm nay là một cái buổi tiệc gia đình mà thôi, chứ không như những tháng mình có sinh nhật. Thì tại vì chắc quý vị biết cái hôn của chúng ta mỗi một tuần ấy, là mình đều đứng ở đây, cho nên hôm nay con muốn cho nó hơi âm người một chút, cho nó vui một chút, cho nó có một chút tình gia đình. Cho nên con trước hết là xin cảm ơn hết tất cả các cô chú bác và các anh chị em đã có mặt hôm nay, và riêng các cô các chú các riêng tất cả các cô các chú các em các anh chị đã nấu bữa cơm hôm nay. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật là to nha, một quý cô thật là hấp dẫn, phải không ạ? Thật là hấp dẫn. Và các anh chị hôm nay và hai chú hôm nay mặc áo bào ba rất là dễ thương, có quý vị cho một tràng pháo tay thêm nữa đi, mặc bộ đồ rất là dễ thương. Xin cảm ơn. Và sẵn đây xin mời hết tất cả quý vị hãy dùng cơm. Đây là buổi cơm của gia đình, của bà con riêng của chúng ta, cho nên đừng khách sáo nha, cứ tự nhiên. Sau đó mình sẽ chơi lô tô. Ok rồi, xin cảm ơn. Đứng nhầm vòng đây nè. Đó, 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 đó